Bạn đang hoang mang không biết chọn ngành nghề gì? Đừng lo lắng, đã có người cho môn nghề hướng nghiệp thông minh, chọn nghề cực đỉnh. Bài viết này chỉ dành cho những anh em đang có ý định lập gia đình. Một số lời khuyên trong đây có thể áp dụng với đối tượng là một đôi có quan hệ lâu dài. Nhưng nếu chỉ xác định yêu để yêu mà chưa muốn lấy thì có thể do gì một vài thứ. Đầu tiên phải nói đến là trước khi tính chuyện lấy vợ, khoa học đã chứng minh để có một hôn nhân tốt đẹp, khoảng cách giữa vợ và chồng không nên quá xa, dù trên phương diện nào đi chăng nữa. Nói nôm na thì vợ chồng phải có cùng hệ quy chiếu, cùng đẳng cấp, không thì cũng phải khá là gần, không nên lệch nhau quá nhiều thì mới bền lâu được. Cái này nghe chừng thực dụng, nhưng thực ra lại rất thực tế về cả đời sống vật chất lẫn cả tinh thần. Ví dụ, có thể dễ bắt gặp nhất là khi ra ngoài hàng ăn, nhân viên lỡ tay đổ cốc nước lên bàn ăn của anh. Anh thì tính bảo, thôi không sao, nhưng vợ tương lai của anh thì làm ầm lên, chửi rủa cô nhân viên, đòi gọi quản lý ra và bắt đền một bữa ăn miễn phí. Hoặc là cô ấy có đời sống tinh thần rất phong phú, còn anh thì chẳng hứng thú với cái gì. Mỗi khi cô ấy gợi lên một chủ đề nói chuyện, anh đều không biết hoặc đóng góp rất là nông vào câu chuyện. Không khó để tưởng tượng những sự nhạt nhẽo mà cô gái phải cảm nhận trước khoảng cách về kiến thức ấy. Đó là chưa kể những khoảng cách về quan điểm sống, tiền tài, cách nuôi dạy con cái, cách phản ứng với biến cố, vân vân và vân vân. Nói ra những điều như vậy để làm rõ một tiền đề trước khi anh em muốn lấy vợ rằng phải biết rõ mình là ai để lấy vợ cùng tâm. Nếu anh muốn vợ đẹp, vừa nữ công gia chánh, vừa kiếm ra nhiều tiền thì chính các anh cũng phải vẹn toàn tương xứng. Nếu năng lực các anh còn yếu kém, tiền lương hàng tháng nuôi bản thân còn chật vật hay kiến thức xã hội lại vừa nông hoặc vừa hạn hẹp thì tốt nhất là nên rèn luyện cho dồi bản thân lên level cao trước đi đã, rồi sau đó mới tính chuyện lấy vợ. Tiếp theo là những điều mà một cô vợ tương lai phải có. Đây là những điều mà nếu cô ấy không có, bạn nên tìm đến người khác. Những điều sau không thể du di châm trước như những điều mà phần sau của bài tôi sẽ nói. Xin nhắc lại, cô gái mà bạn đang nhắm tới để làm vợ phải có những điều sau đây. Đầu tiên là bạn phải thấy vẻ ngoài cô ấy hấp dẫn. Đàn ông yêu bằng mắt. Cái này các chị em không được trách chúng tôi là nông cạn, bởi vì đây là cách mẹ tự nhiên tạo ra chúng tôi, cũng như cách các chị phản ứng dựa trên cảm xúc vậy. Chúng ta sẽ không thể nào lấy một người mà mỗi ngày nhìn thấy chúng ta đều ui dù, ôi sao mà xấu thế nhỉ. Một khi có tín hiệu tiêu cực như vậy được gửi tới não của anh, chắc chắn nó sẽ làm cho cách anh nhìn nhận cô ấy ở những khía cạnh khác cũng tiêu cực theo. Nếu anh cảm thấy không hài lòng với ngoại hình của cô ấy thì khả năng rất cao là anh sẽ đi ngoại tình sau này. Chính vì thế, anh hãy đảm bảo rằng cô ấy có một ngoại hình mà não của anh cho rằng vừa mắt. Điều đó không có nghĩa là cô ấy phải là hoa khôi, hoa hậu hay là hot girl có thân hình nóng bỏng. Hãy nhớ, chỉ cần anh thấy cô ấy hấp dẫn là đủ. Ví dụ, vợ tôi có chân ngắn, bụng mỡ, với người khác đó là điểm trừ, nhưng tôi lại thấy rất dễ thương và đáng yêu. Đấy. Thứ hai là cô ấy phải thực sự rất yêu bạn. Cái này nghe rất là tất lẽ dĩ ngẫu, nhưng mà nhiều anh lại cứ vì yêu cứ đâm đầu. Một cuộc hôn nhân chỉ hạnh phúc và bền lâu khi có tình cảm từ hai phía. Rất nhiều anh vì quá yêu một cô gái, từ lúc cô ấy gật đầu là sướng rơn, không cần biết lý do của cái gật đầu kia là gì. Có thể là do gia đình cô ấy giục lấy chồng, có thể đổ vỏ, có thể vì cô ấy chán, nhưng không một lý do nào trong đó là vì cô ấy yêu bạn. Thì chắc chắn chỉ một thời gian ngắn sau hôn nhân, anh sẽ lại tìm kiếm một cô gái khác có nhiều tình cảm cho anh hơn. Tiếp theo là phải nói về vấn đề độc thân, lại là một cái đương nhiên rồi, nhưng mà nhiều anh lại không chịu tìm hiểu kỹ để rồi bị cắm sừng. Ngày nay với sự phát triển của mạng xã hội, không khó để một người tạo ra nhiều tài khoản ảo để cắm sừng người khác. Nếu các anh đã nhắm vào một người, thì các anh phải stalk mọi tài khoản xã hội của người ta, để ý từng cái tag một, thậm chí đọc lướt comment để xem có ai đáng nghi không. Thường, một người quang minh chính đại thì dùng một tài khoản mạng xã hội. Nếu dùng hai, thường là dùng để bán hàng, PR. Nếu anh thấy người đó dùng hai Facebook, Insta cùng lúc cho mục đích cá nhân hàng ngày, thì đó là một cờ đỏ rất đáng lưu ý. Ngoài ra, có thể tìm hiểu thêm từ bạn bè của cô ấy nữa. Một vấn đề rất rất quan trọng sau đó là vấn đề trung thủy. Cô ấy có thoải mái cho bạn động vào điện thoại hay là máy tính của cô ấy bất cứ lúc nào không? Cô ấy có hay đi chơi riêng với bạn khác giới không? Cô ấy có hay nói dối không? Một số trai tốt, hay nói chính xác hơn là thiếu kinh nghiệm khi dò hỏi về người bạn khác giới của người yêu, hay bị vặc lại là nó chỉ là bạn thôi, hay là anh không có quyền cấm em đi chơi với bạn, hay là bạn im như cún vì sợ làm phật lòng người yêu. Thứ nhất, một cô gái trung thủy khi có người yêu thường tự chủ động hạn chế tiếp xúc với người khác giới. Thứ hai, một cô gái cứ làm điều mình thích mà không thèm quan tâm tới cảm xúc của anh thì chắc chắn không phải người vợ tốt.
Ok, vậy là điều kiện cần đã nói xong. Sau đây là những điều khác mà bạn có thể tìm kiếm ở một người vợ tương lai nhé. Những điều nên tìm kiếm ở một người vợ tương lai. Đây là những điều giúp cho cuộc hôn nhân của anh trở nên hạnh phúc hơn, nhưng chúng cũng là những điều có thể học được, dạy được, tiến bộ hơn được. Nếu cô ấy không có những điều này, không có nghĩa là không phải người đáng để lấy, mà đơn giản là cần người, một ai đó như là anh chẳng hạn, để người đó truyền đạt cho. Đầu tiên là cô ấy có cảm xúc tương đối ổn định. Đăng rằng phụ nữ là giống loài của cảm xúc, nhưng nếu đang vui vẻ, bỗng dưng tự nhiên cô ấy khóc sướt mướt vì một bộ phim buồn cô ấy xem cách đây một tháng thì quả thực đó là ác mộng với cái đàn ông. Đàn ông chúng ta duy lý, chúng ta có thể cảm thấy thông cảm được, hiểu được một cô gái đang vui vẻ hay là buồn bã, thậm chí khóc lóc vì một điều đang xảy ra hoặc đã sẽ xảy ra trong phạm vi thời gian gần. Nhưng chúng ta sẽ cực kỳ cảm thấy khó hiểu, thậm chí là bực bội nếu lý do khiến cô ấy thay đổi cảm xúc không phù hợp với logic của chúng ta. Vì vậy nên chọn người có cảm xúc tương đối ổn định, nếu không anh sẽ phải nhẫn nhịn khá là nhiều đó. Điều thứ hai phải nói đến là cô ấy coi bạn là thành viên trong một đội thay vì là kẻ thù. Có nghĩa là thế này, khi có sự khác biệt hay là mâu thuẫn giữa hai người xảy ra, cô ấy sẽ cùng anh giải quyết vấn đề thay vì đổ hết lỗi cho anh. Điều này rất quan trọng, bởi mâu thuẫn chắc chắn sẽ xảy ra khi hai người về ở chung với nhau trong suốt thời gian dài. Nếu mỗi khi có điều gì đó xảy ra, cô ấy coi anh là kẻ thù, là kẻ xấu xa, là người duy nhất có lỗi, thì mối quan hệ sẽ không bao giờ có thể trở nên khăng khít hơn, mà chỉ có anh phải oằn mình chiều theo ý của cô ấy. Ngược lại, nếu cô ấy biết cách cùng anh vì mục đích chung là hôn nhân hạnh phúc, ngồi lại và cùng nhau thương lượng để có cách giải quyết êm đẹp nhất cho cả hai, thì đó sẽ là những cuộc cãi vã trở nên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Điều tiếp theo mà đáng nói là sự đáng tin tưởng. Nền tảng vững chắc nhất tạo nên một mối quan hệ lâu dài là sự thành thật. Cô ấy cần nói thật về anh về những gì quan trọng trong một cuộc hôn nhân, về gia đình cô ấy, về tình trạng độc thân, về nợ nần hay là về công việc. Cô ấy cũng cần thành thật về những gì mà cô ấy muốn và không muốn. Đành rằng ai cũng có những góc khuất, khó có thể chia sẻ được với người khác. Nhưng tôi vẫn khuyên anh em phải trở thành một người đủ để cô ấy có thể chia sẻ thành thật về mọi thứ. Tôi nhắc lại nhé, mọi thứ trước khi bước tới hôn nhân. Một điều rất quan trọng nữa đó là có sự tự lập nhất định. Như tôi từng nói trong một số bài viết gần đây, khả năng của đàn ông là chu cấp và bảo vệ, còn phụ nữ là chăm sóc và nuôi dưỡng. Tuy nhiên, anh sẽ muốn lấy một người mà cùng anh xây dựng gia đình, chứ không phải là một đứa trẻ con phải phụ thuộc người khác. Nếu cô ấy tới bản thân còn không lo được, thì làm sao mà sau này có thể lo cho con của anh được? Trong xã hội hiện đại, nhiều khi sự chu cấp từ đàn ông có thể coi là không đủ cho một gia đình, hoặc vừa đủ, nhưng sẽ không còn thời gian hay là năng lượng cho những việc khác trong nhà. Những lúc này, điều người anh em cần nhất là một người phụ nữ có thể đóng góp cho gia đình một phần tài chính, hoặc có thể giải quyết giúp anh những việc trong gia đình, hoặc thậm chí là gánh vác cả gia đình nếu có điều không may xảy ra với anh. Điều này không có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng cần cô ấy gánh vác những phần việc của mình. Anh em vẫn nên cố gắng hết sức để có thể cho cô ấy và con cái có một cuộc sống đầy đủ, đầy tiện nghi. Nhưng mà khi anh quá bận hay là quá mệt, anh sẽ muốn cảm thấy an tâm rằng nếu mình nghỉ ngơi thì gia đình mình vẫn sẽ tươm tất dưới bàn tay của vợ mình. Lưu ý nhá, các chị em chú ý, tuyệt đối không giành lấy nghĩa vụ bảo vệ và chu cấp của người đàn ông khi họ còn có thể làm điều đó. Ví dụ, các chị nên nhờ các anh thay giúp bóng đèn khi họ rảnh, kể cả tự các chị cũng biết làm điều đó. Các chị chỉ nên tự làm khi thấy người đàn ông của mình quá mệt mỏi và muốn các anh được nghỉ ngơi. Nếu không, sự cân bằng về nghĩa vụ sẽ bị lệch lạc. Tự các chị cũng làm hết mọi việc, kể cả việc kiếm tiền, thì đàn ông chúng tôi sẽ cảm thấy vô dụng trước các chị, từ đó sẽ không còn cảm thấy vai trò của mình trong mối quan hệ này nữa. Điều thứ 5 cần phải nói tới là cô ấy phải biết tôn trọng khoảng riêng của cá nhân và có một cuộc sống riêng của cô ấy. Cô ấy yêu anh là tốt, nhưng cô ấy coi anh là nguồn sống, nguồn hạnh phúc duy nhất của cô ấy lại là một điều không tốt, thậm chí rất đáng sợ. Khi ấy, thế giới của cô ta hoàn toàn xoay quanh anh và chỉ mình anh mà thôi. Anh sẽ cảm thấy ngột ngạt khi bị cô ấy theo sát 24/7, tới nỗi anh không còn thời gian cho riêng mình với các chiến hữu. Tệ hơn, bởi cô ấy coi anh là nguồn sống hạnh phúc duy nhất của cô ấy sẽ luôn hạ mình và làm theo mọi ý muốn của anh chỉ để anh không rời cô ấy. Anh muốn lấy một người vợ có chính kiến riêng chứ không phải là một con rối. Trường hợp đáng sợ nhất là cô ấy trở nên ghen tuông quá mức, sẵn sàng dọa tự tử nếu anh muốn chia tay. Ngoài việc bận rộn để kiếm tiền để chu cấp cho gia đình hay là chăm sóc cho gia đình, đàn ông chúng tôi vẫn cần có những lúc giải trí bên những người anh em chiến hữu. Những lúc như vậy, có một người vợ thấu hiểu và có thể tự tìm ra cho mình những niềm vui khác như là đi chơi với bạn này, hay là ngồi nhà xem phim này, hay làm bánh này, thì cả hai người đều cảm thấy vui và thoải mái, đúng không? Điều thứ 6 là cô ấy phải là người tích cực. Một người tích cực luôn đem lại một năng lượng tích cực cho gia đình, và phụ nữ là ngọn lửa của gia đình. Rất nhiều trường hợp phụ nữ gây áp lực cho đàn ông khi vừa về tới nhà. Điều đầu tiên người vợ này thường nói là những câu phàn nàn kiểu như là: sao anh về muộn ấy?
Sáng em bảo anh đi đổ rác mà quên luôn là như nào? Mà lương tháng đâu rồi chưa đưa? Đã đi làm về căng thẳng còn chưa nguôi ngoai mà đã phải gặp tiếp căng thẳng ở nhà thì làm sao hạnh phúc được? Một người tích cực cũng sẽ dễ dàng đưa ra lời khen với người khác. Và chị em ạ, cánh đàn ông chúng tôi rất thích được khen. Bởi khen ngợi sẽ làm cái tôi của chúng tôi cảm thấy rất là sướng và tự tin hơn rất là nhiều. Và đương nhiên, một người vợ tích cực cũng đồng nghĩa với việc là cánh đàn ông chúng tôi không phải tốn thêm thời gian và năng lượng để an ủi, dỗ dành, vỗ về cô ấy bên cạnh cuộc sống đầy bận bịu ngoài kia. Một điều vô cùng quan trọng nữa, đó là cô ấy cần có một quá khứ ít lồi lõm. Chúng ta vẫn thường nghe nói quá khứ không quan trọng, quan trọng là cô ấy là người thế nào ở hiện tại. Điều đó hoàn toàn không sai, và có vẻ đánh giá một người bằng quá khứ của họ là không công bằng. Nhưng có những điều đã xảy ra trong quá khứ mà hậu quả của nó kéo dài tới hiện tại. Ví dụ đầu tiên là những sang chấn tâm lý như bị hiếp dâm, bạo hành hay nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, khiến nợ nần chồng chất hay bất cứ sự kiện nào khác làm ảnh hưởng tới tương tác của cô ấy với anh và những người xung quanh. Điều này không có nghĩa là những sai lầm trong quá khứ hoặc những điều không may mắn đã từng xảy ra sẽ khiến họ không thể nào trở thành một người vợ tốt ở thời điểm hiện tại. Nó có nghĩa là anh sẽ cần phải bao dung hơn, kiên nhẫn hơn với họ nếu anh thực sự muốn đi hết phần đời còn lại của mình với họ. Nó có nghĩa là anh phải liên tục để ý và đánh giá mức độ nghiêm trọng của ảnh hưởng trong quá khứ, xem nó có chiều hướng thuyên giảm hay là càng ngày càng nặng hơn. Nhìn chung, nếu một người có quá khứ ít lồi lõm sẽ nhẹ gánh về mặt tâm trí cho anh hơn. Điều thứ 8 là cô ấy thích trẻ con và chăm sóc cho trẻ con tốt. Điều này cũng tương tự điều tôi từng nói trong bài chọn chồng nên là sẽ không nhắc lại. Điều thứ 9 là gia đình cô ấy quý mến anh. Ngoài việc phát triển bản thân, các anh cũng phải trang bị cho mình kiến thức thực tế về hôn nhân. Bởi hôn nhân rất là khác so với việc hai người làm người yêu. Những kiến thức này có thể thu thập từ sách vở hoặc từ những người đi trước. Những sách về hôn nhân chủ yếu là cách vợ chồng đối xử với nhau như thế nào trước những bộn bề lo toan của cuộc sống, cách giữ lửa tình yêu, v.v. và v.v. Kinh nghiệm thực tế từ những người đi trước sẽ dạy cho anh biết rằng hôn nhân sẽ không chỉ là lấy một người về mà gần như là lấy cả gia đình người đó về. Anh em ngoài việc phải chăm lo cho chính vợ con của mình còn phải có trách nhiệm với cả bố mẹ vợ, rồi họ hàng của vợ nữa. Đương nhiên là chúng ta không phải chăm lo cho tất cả mọi người, nhưng khi nào họ gặp khó khăn mà chúng ta có thể giúp đỡ, đó cũng sẽ là một phần trách nhiệm mà anh em phải gánh vác. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bên cạnh tình cảm vợ chồng thì mối quan hệ giữa anh và gia đình của vợ cũng vô cùng quan trọng. Rõ ràng là chúng ta khó có thể thoải mái khi phải chăm sóc cho những người không quý mình hoặc thậm chí là mình không thích người ta. Đồng thời, chính bản thân vợ của anh cũng sẽ không hạnh phúc trọn vẹn nếu chồng của mình và gia đình mình lại có xích mích. Bên cạnh đó, có được sự hậu thuẫn từ bố mẹ vợ cũng sẽ giúp anh nhẹ gánh hơn rất nhiều trong việc gánh vác gia đình. Chưa nói tới vấn đề tài chính, đơn cử như là đợt dịch vừa rồi, có ông bà trong nhà trông hộ con cháu thì còn gì bằng nữa, đúng không? Trừ phi tình yêu của hai người cực kỳ mãnh liệt và sẵn sàng tát bể đông vì có nhau. Còn không thì cả hai nên có sự kết nối tốt với gia đình của hai bên để cuộc hôn nhân có thêm phần viên mãn. Và vừa rồi là bài chọn vợ của Limitless trên Spider Room. Nếu các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm hiểu thêm nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!